sống là công dân vùng đó, hàng ngày được ăn bánh đi đi núi, ngày đó cũng gặp được bé thơ bỏ cái gia đình đem về để nuôi dưỡng, và từ ngày ấy vì hiền sư không còn được sự xuống núi để dành thời gian để chăm sóc bệnh tử của mình, và bé ấy được lớn lên bởi được yêu thương chăm sóc cô viện cao tâm hạnh đức tu tập và hai linh hồn bé thơ cũng như đồng học chân tu hoàn thiện vào nhau như là người cha người con người thầy người trò và hai đời bạn tri kỷ. Và sống hoàn thiện như vậy giữa thiên nhiên bao la của trời mây non nước đàn cánh xanh lá, và có một bé thơ ấy không có biết thế nào là ưu chuyện mệt mỏi lo lắng khi lên án mắt cứu trong xanh tâm hồn cứu hôn rạo như là dòng suối trong tất kia qua những hòn bụi trắng tinh. Xung quanh chú những người bạn là hướng nai, vô họ, rừng, cây, chim, chóc. Và ngoại trừ chú có một đặc biệt đó là ổ hổ, mà theo lệnh của sư phụ kể nó đáng sợ hơn để anh thật sống và hai thầy trò. Nên mỗi lần nó nói lên là anh về tự bảo vệ an toàn của mình, còn lại cuộc sống thần tiên nơi đó là không có gì có thể diễn ra cái không khí tuyệt vời mà hai người đang thường. Rồi tháng này cũng trôi qua, tuổi 18 đôi mươi cũng đến lúc tôi lớn lên trở thành một người thanh niên họ xa di giới, trở thành một người tập sự xuất gia tu hành. Và ngày kia vì thầy của mình nghe được thông tin của người bạn mình tu tập thị lực vội vàng xuống núi và hai thầy trò có đoàn hội bên nhau như là lần đầu tiên chứ đừng bước lên thế giới như vậy. Và bao nhiêu người việc qua lại sinh hoạt cuộc sống thiết thị kia khi đến chú một cái tâm hồn bé thơ chứ bao giờ thấy nghe và trải nghiệm trò xa quá để mà tưởng tượng. Cho đến khi thầy là trò đi ngang một hàng bánh bồ hồng nhà hàng bánh bồ hồng thì tôi mắt tôi cũng chợt dừng lại và tâm chiêu và ngay lúc nhìn đối tượng tôi tưởng đó là gì, là một cô gái ở tuổi thanh xuân mảnh mai tươi đẹp và rất là hiểu thuật ngữ khiến cho chú dính cứng đôi mắt của mình vào cái mặt và vị sư phụ giật tay của chú kéo đi. Chú đã đi xa rồi nhưng còn quay lại lưu luyến những cuộc đời chú và quay lại hỏi là sư phụ đó là con gì, đó là một hổ đấy con, nó có thể nhảy sống thầy đó và hai thầy đó về lại trên núi trước đời lắm. Một hai ngày trôi qua tôi sẽ đi ấy bỗng nhiên lúc không ăn không ngủ mà còn đắm chìm và hai ba ngày nữa tình trạng nặng nề hơn đêm đến chú lên và thầy và sư phụ 18 hai năm qua là con chưa bao giờ có một cảm xúc nặng nề bởi sự nhớ vương gia mức đến như thế này, con nhớ anh dạ con nhớ con hổ dậy tôi như núi dạ tôi chỉ có thể trả thì đây là cái này của con, tại sao con hổ hổ dậy tôi không có con hổ nào dậy tôi cả, ở đây con hổ tự tin với sự hung dữ dạy chết con dạy tôi tự tin cái gì là thân thiện anh cao anh có dạy tự cả của kẻ tu hành tâm linh hai phương diện như là nước như lửa thì cái ác mà tại sao mà cái thiện nó ở trong cái ác và ác trong cái thiện nó lẫn lộn rằng con hổ mà dễ thương bởi vì trong lòng của chú có một thứ gì đó giống như ngoài trong lòng của chú có hổ cho nên chú thấy những thứ như ngoài là thức ăn của hổ thì hổ mà đối mà nói được ăn làm sao nó thấy thức ăn là dễ thương tăng lên ăn thứ mà con không thích cho nên lòng chú đang là con khổ được và bên ngoài chưa là con khổ khác nhưng tâm thì sư phụ nói đó là con khổ khác và con khổ này muốn tìm bản chất của con khổ cho nên bản nó là khổ nó không thể tự thấy nó là xấu xa cho nên nó nói bên ngoài chưa là dễ thương bởi vì nó thấy nó không dễ thương. Giống như tâm hồn của
không còn lúc nào bất thiện ác pháp trở lên nữa. Nhưng những cái gì ngược lại với cái tham sân si là cái là khổ đó, cái là còn đó, thì nó đều hiện ra là xấu, là nguy hiểm, giống như khổ, giống như còn như vậy. Và đó là cái điện sư, đó là còn không có, tôi đã nói một ngày còn còn khổ. Nhưng trong lòng của vị đệ tử còn còn khổ, cho nên đành bỏ tay, chẳng còn nhớ, còn còn bị thương. Và không chỉ cách một cái chỗ, con làm xong cái này, thì sẽ có hai cách để chuyển hóa, để giải thoát khỏi vô khổ trong lòng của tâm trọng. Bằng hai cách là vị thầy có thể bằng phương tiện nào đó giúp người đệ tử chuyển hóa cái năng lượng ái ân nhớ nhung gia dứt nặng nề con khổ trong lòng của ta, hoặc là nếu anh ta không có đủ phước đức và tỉnh táo với những cái con khổ trong lòng để chuyển hóa nó, thì một anh ta phải xuống núi thì lấy một khổ khác làm bạn, để con khổ đó là ái tình, là sạch đẹp, là nhân nhộn, là địa vị, là cụ thể, nó cắn xé, nó nhai xương ta. Thì đến khi nào cái khổ đó nó tạo ra một nỗi khổ, thì nỗi khổ ấy nó như là người ta biết đó là cái khổ thật, như đại sư sư phụ của mình. Phải có hai cách để chúng ta hết khổ, đó là một, ta tự nhận ra cái khổ trong lòng mình là tham dục, là muốn vì cái khổ khác cách. Hai là ta thấy là cái khổ ngoài kia nó tới và nó cắn ta, nó tan tành, thì là khổ gì cũng nổi lên, thì chúng ta cũng nhận ra mình có khổ và ngoài kia là khổ. Nhưng mà kẻ tu hành thì con đường chúng ta lựa chọn đó là tình yêu đại đồng, yêu tất cả non sông chúng sinh không phân biệt. Tình yêu đó là đáng quý, là cao quý bậc trời. Thì nó không nghĩa là cái tình yêu vô lứa quái đâu là xấu xa, nhưng nó là tình yêu hệ lụy tạo ra dính mắc tình trạng của lòng thì đau khổ, nó sinh sôi và tạo ra nghiệp lực của đời, nó đẩy đi cái vòng sinh tử bất tận từ vô như thế này. Nếu như mà đã là người tu sĩ rồi, dù tăng hay nghi như là một vị sa di nào, thì rất là ông cũng lắm thêm để mặc xuống núi với một con họ ở trong lòng là làm tham chúng ta đã chọn cái con đường hành thiện thanh cao ấy, bước tiếp tục giống như là quyền ra ta bạn pháp sư đã là một vị pháp sư cổ lạc với năng lượng tâm linh tu hành mạnh mẽ, vậy nhưng mà vẫn còn chút lưu luyến thấy được khi bước chân ra khỏi vương quốc tự nhiên kia. Bởi vì cái tấm chân tình mặn mà của vị nữ quốc xinh đẹp đã khiến cho lòng của tam tạng pháp sư phải luôn lấy tiếp nhận đầy tu với một tấm tiền người tu của đó giữa trái tim luôn hồi. Nó đẹp đây là tam tạng pháp sư quyền trang vẫn còn đó trước thái bình lý luôn. Nhưng lý tưởng ta đã xác quyết tình yêu cho lý tưởng ấy là cao tưởng hơn nhiều, nên để em một bên ta nhận tình yêu đó của lý tưởng trước. Nửa cái lương hồi ta vẫn còn đó, nhưng ta đã xác định con đường lý tưởng thương yêu cho chân lý, cho giải thoát mạnh mẽ lên, bước đi và vượt qua các rào cản không còn một nửa tình trạng trong ta. Cái đẹp ở thế gian này là ta vẫn còn ân ái, nhưng đã đủ phước đủ và đủ cơ hội nhân duyên để chọn lựa con đường thắng thanh cao, thì nếu không kiếp này thì kiếp nào ở đây cũng như đã hẹn một lần, lần sau mới gặp bây giờ thi phụ nên đã được có nhân duyên, đã được quyết tâm, đã được tánh động với hạt giống bồ đề cầu đạo của giải thoát, thì hãy mạnh mẽ lên những vị tăng ni trẻ giống như chính con nhất thấy mình và hãy nghe cái nhân viên để đi con đường giải thoát. Cũng có một chút buồn vui giận hờn của ái tình nhỏ bé ấy, nhưng ta đừng để nhấn chìm mình thành một nỗi khổ dài lâu. Cái tình cao quý nhất là mẹ cha có đau bỏ, thì một chút ghét thương kia
tình trạng của bạn, nó là bản chất của mỗi chúng ta là hãy bắt đầu bắt sang tay bạn để chúng ta bỏ ra tu được là khó tu được, nhưng cái đáng quý là ta làm được cái việc đó là cái nơi mà tích của mình. Nam mô Phật Di Đà Phật. Mà ta có lẽ những lời chia sẻ mà hy vọng trong một ngày cuối biết thôi, chúng ta có thể rất nhiều những cái học tập ở trong lòng mình để thấy những mặt kia nó là danh và lợi là tình ấy cũng là có còn cái đó. Nếu tự nhiên thấy nó là còn ở bên ngoài là bởi vì chúng ta đang ngự liền một còn, cho nên hãy học, hãy tu, hãy